Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh Tin Mới 24 giờ. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút tuyệt vời khi xem video và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất được kênh Tin Mới 24 giờ cập nhật mỗi ngày. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục tin tức mới nhất về đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin bóng đá ngày 19 tháng 11 trên kênh Tin Mới 24 giờ. Quý vị thân mến, trước giờ đầu Thái Lan, Thái Bắc nhận tin sốc về trò cưng. Trước trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022, tiền đạo Anh Đức đưa ra quyết định gây sốc. Chỉ còn ít giờ nữa, trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra, nhưng trên trang cá nhân của mình, tiền đạo Nguyễn Anh Đức chia sẻ trên trang cá nhân một bài viết cảm ơn người hâm mộ luôn cổ vũ anh và đội tuyển Việt Nam. Nhưng đằng sau đó có lẽ hàm chứa nhiều ý nghĩa khác. Cụ thể, tiền đạo 34 tuổi chia sẻ: "Tôi yêu bóng đá Việt Nam, hành trình nào cũng đến lúc phải dừng chân. Anh Đức cảm thấy rất vinh dự được thi đấu, cống hiến cho màu cờ sắc áo đội tuyển Việt Nam cùng rất nhiều thế hệ tài năng của bóng đá Việt Nam. Trong suốt hành trình, anh Đức và tuyển Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ, động viên, tình cảm của người hâm mộ. Qua đây, anh Đức xin cảm ơn người hâm mộ luôn luôn yêu thương và cổ vũ cho anh Đức. Chúc bóng đá Việt Nam gặt hái được nhiều thành tích trong tương lai." Dòng trạng thái đầy ẩn ý của anh Đức trước giờ trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra khiến nhiều người tỏ ra bất ngờ. Nhiều người suy nghĩ rằng liệu đây có phải là một lời chia tay của anh Đức với tuyển Việt Nam sau trận đấu với Thái Lan hay không? Phía dưới dòng trạng thái của anh Đức, nhiều bạn bè cũng như người hâm mộ đã gửi những lời chúc tới người hùng AFF Cup 2018. Anh Đức năm nay đã 34 tuổi, thực tế trong suốt 4 trận đấu đã qua của tuyển Việt Nam, anh cũng chưa được vào sân bất cứ phút nào. Bởi vậy, việc anh Đức chia tay tuyển Việt Nam cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nếu điều đó thực sự thì trận đấu với Thái Lan tối 19 tháng 11 chính là lời chia tay của tiền đạo này với người hâm mộ. Thông tin tiếp theo, thưởng nóng cho cầu thủ Việt Nam ghi bàn đầu tiên vào lưới Thái Lan. Để động viên các tuyển thủ trong trận kịch chiến với Thái Lan tối nay 19 tháng 11, tuyển Việt Nam hứa hẹn sẽ nhận được nhiều khoản thưởng lớn. Sau trận thắng UAE hôm 14 tháng 11, tuyển Việt Nam nhận được số tiền thưởng lên tới 2 tỷ đồng, trong đó 1 tỷ từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF. Cá nhân tiền đạo Tiến Linh được nhận thưởng 300 triệu đồng từ tập đoàn Ecopark. Trước trận đấu với tuyển Thái Lan tối nay, tin cho biết nhiều doanh nghiệp đã liên hệ với VFF để trao thưởng cho tuyển Việt Nam. Số tiền thưởng cực lớn nếu thầy trò ông Park đánh bại kỳ địch số 1 Đông Nam Á. Theo đó, trước mắt, nhãn hàng bình nước nóng Rossi trao thưởng cho riêng cầu thủ Việt Nam ghi bàn đầu tiên với lưới Thái Lan số tiền 200 triệu đồng. Số tiền thưởng này, tập đoàn Tân Á Đại Thành sẽ trao thưởng bằng tiền mặt ngay sau trận đấu. Nhà tài trợ mong muốn thông qua việc trao thưởng sẽ kích thích tinh thần thi đấu của các tuyển thủ. Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, tuyển Việt Nam hiện đang dẫn đầu bảng G với 10 điểm, hơn Thái Lan 3 điểm. Các vị trí tiếp theo thuộc về UAE và Malaysia cùng được 6 điểm. Riêng Indonesia chưa được điểm nào sau 4 trận toàn thua. Chiến thắng trước Thái Lan vì vậy mở toang cánh cửa vào vòng loại cuối cùng với thầy trò ông Park Hang-seo. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Thái Lan lộ tử huyệt, tuyển Việt Nam rộng đường chiến thắng. Điểm yếu trong khâu phòng ngự và khả năng tổ chức tuyến 2 của Thái Lan khiến huấn luyện viên Akira Nishino phải đau đầu. Huấn luyện viên Akira Nishino để Thái Lan tập ở sân của trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Viettel, hòng tránh sự dòm ngó từ Việt Nam. Trước mỗi trận lớn, các huấn luyện viên phải bảo mật chiến thuật ở mức tối đa. Nhìn chung, đó là lựa chọn hợp lý của Nishino. Huấn luyện viên Park nói không vấn đề gì với chuyện này, song nếu Nishino nghĩ rằng tập vài buổi kín là che đậy được điểm yếu của Thái Lan thì có lẽ là ông nhầm, bởi hạn chế của Thái Lan ở trong khâu phòng ngự trên phương diện năng lực cá nhân và tổ chức đều được thể hiện rõ trong trận gặp Malaysia. Nếu tuyển Việt Nam khai thác triệt để hạn chế của đối thủ, khả năng chiến thắng của đội chủ nhà là rất cao. Trung vệ xoay sở yếu. Vấn đề của Thái Lan trong trận thua Malaysia không phải ở sơ đồ 3 trung vệ. Trên lý thuyết, đá 3-4-3 hay 3-5-2 giúp đội bóng hạn chế được khuyết điểm của từng trung vệ. Đó là lý do huấn luyện viên Park Hang-seo để U23 Việt Nam đá 3-4-3 sau khi nhận thấy hàng thủ bị Ulsan Hyundai khoan thủng trong hiệp 1 trận giao hữu. Sơ đồ ấy gắn chặt với thành công của Việt Nam đến hôm nay. Tuy nhiên, dù đá 2 hay 3 trung vệ, các cầu thủ phòng ngự cần xoay sở phối hợp tốt với nhau. Nếu huấn luyện viên Nishino muốn Thái Lan lại đá 3 trung vệ, Elias Dula, Pasaham Vibun, Manuel Thombia nhiều khả năng được lựa chọn. Cả 3 trung vệ này đều có thể hình tốt. Elias cao gần 2m, nhưng xoay sở chậm và không giỏi kèm người. Sự vụng về của Elias bị Sawafi Rashid hay Mohamadou Soumaré bên phía Malaysia khai thác tối đa ở trận trước. Thombia truy cản và bắt bài tốt nhưng lại hay đứng sai vị trí.
Điều này khiến trung vệ Thái Lan trở thành tử huyệt hàng thủ, khác hẳn Việt Nam. Duy Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng đều chơi chân và làm chủ trái bóng cực tốt. Ở trận gặp UAE, Duy Mạnh được ưu ái cầm bóng nhiều, phát động tấn công theo chiều dọc sân. Trận gặp Malaysia, Ngọc Hải có đường truyền hoàn hảo cho Quang Hải ghi bàn. Khả năng hỗ trợ tấn công nhờ kỹ thuật cá nhân khéo léo là yếu tố trung vệ Thái Lan không hề có. Văn Toàn, Công Phượng không ít lần vượt mặt trung vệ của Voi Chiến, suy ghi bàn trong trận lượt đi. Nếu tuyển Việt Nam đá bóng dài, đá nhanh, đẩy Elias hay Hamvibun vào thế 1-1 dưới mặt đất, khả năng khung thành Sivarok gặp nguy hiểm là rất cao. Khoảng trống bên cánh. Thái Lan có cặp hậu vệ biên rất mạnh Thiraton Bumathan, Tristan Đỗ, nhưng ở trận trước, Thiraton bị treo giò, Tristan Đỗ có trận đấu thảm họa. Cầu thủ có gốc gác Việt Nam thường xuyên đứng sai vị trí, bỏ lại khoảng trống rất lớn phía sau khiến Thái Lan bị phản công liên tục. Báo Thái Lan đồng loạt yêu cầu ông Nishino loại Tristan Đỗ. Bỏ qua áp lực truyền thông, huấn luyện viên người Nhật giữ lại cầu thủ Bangkok United. Thậm chí Tristan Đỗ có thể đá chính tối nay, bởi Thái Lan cũng không còn cầu thủ giỏi hơn để thay thế. Sức ép từ trận trước vừa là áp lực vừa là động lực với Tristan Đỗ. Nếu cầu thủ này bị sức ép đè bẹp, hành lang cánh phải của Thái Lan lại là điểm yếu, nơi Văn Hậu, Quang Hải luôn sẵn sàng tung đòn trừng phạt. Văn Hậu ngày càng tiến bộ về mặt thể chất, vừa húc văng cầu thủ nặng gần 90kg của UAE ở trận trước, còn Quang Hải là mũi nhọn tấn công nguy hiểm nhất. Cuộc chiến ở hành lang này sẽ quyết định tới hơn 50% cục diện trận đấu tối nay. Cô lập Chanathip. Chanathip Songkrasin là hạt nhân trong lối chơi của ông Nishino xây dựng. Tuy nhiên, ở trận lượt đi tại Thammasat, Chanathip nằm gọn trong túi của Tuấn Anh. Hàng tiền vệ Việt Nam bọc lót tốt, chia cách Chanathip với phần còn lại của đội hình, liên tục đá rắn, đá rát khiến Messi không phô diễn được kỹ thuật. Ở trận đấu lượt đi, khi Chanathip bị phong tỏa, huấn luyện viên Nishino có phương án 2 đầy bất ngờ mang tên Thitipan Puongchan. Cầu thủ chơi bóng tại Ota Trinita bất ngờ trở thành quân bài tẩy, di chuyển linh hoạt theo chiều dọc sân và nhiều lần gây sóng gió nhờ khả năng xâm nhập vòng cấm. Dù vậy, Thitipan không thể góp mặt do chưa bình phục chấn thương. Trách nhiệm tổ chức lối chơi đặt nặng lên vai Chanathip. Lối chơi của huấn luyện viên Nishino áp dụng cho Thái Lan đề cao hai yếu tố: kiểm soát bóng và chuyển đổi trạng thái. Nếu Chanathip bị cô lập, Thái Lan hết đường lên bóng trung lộ. Vai trò Chanathip gần giống Omar Abdulrahman, số 10 của UAE, bị Tuấn Anh hùng dũng kèm chặt trận trước. Việc cô lập Chanathip là ưu tiên hàng đầu. Khi ấy Thái Lan phải đẩy bóng ra cánh cho những mũi tấn công như Kenneth Bangya hay Supachok Sarachat. Bộ đôi này rất tài năng nhưng thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao để đối chọi với hàng thủ Việt Nam. Ban huấn luyện đã nghiên cứu kỹ từng cá nhân của đối thủ để ra phương án phòng ngự hợp lý. Hai lần gặp Thái Lan, tuyển Việt Nam vẫn chưa thủng lưới. Ở hai cuộc so tài quan trọng tại Mỹ Đình tối nay, ông Park Hang-seo đang đi trước Nishino một bước. Báo Thái Lan khuyên đội nhà chơi phòng ngự trước Việt Nam. Thưa quý vị, trước thêm trận đấu với tuyển Việt Nam, tờ CM Sport đã khuyên đội nhà chơi phòng ngự trong cuộc chiến tại sân Mỹ Đình. Trận thua trước Malaysia trên sân Bukit Jalil khi Thái Lan mất ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 vào tay tuyển Việt Nam. Họ đang có 3 điểm ít hơn Việt Nam và nếu không thể giành chiến thắng trên sân Mỹ Đình, Thái Lan bị đẩy vào thế bị động trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Chính điều đó nảy sinh tâm lý thận trọng với Thái Lan. Thậm chí tờ CM Sport có khuyên đội nhà chơi phòng ngự trước cuộc chiến tại sân Mỹ Đình. Nhật báo hàng đầu thể thao Thái Lan viết rằng, tuy Thái Lan sẽ gặp khó khăn trên sân Mỹ Đình, nhưng chúng ta cần một kết quả thuận lợi nên phải ưu tiên sự chắc chắn trong trận đấu với Việt Nam. Việc chơi phòng ngự không phải là giải pháp tồi với tuyển Thái Lan. Huấn luyện viên Akira Nishino cần sử dụng Thiraton Bumathan trong trận đấu này. Đó là mẫu cầu thủ công thủ toàn diện và có thể đảm bảo sự chắc chắn cho Thái Lan. Đồng quan điểm với tờ CM Sport, tờ Em Thái cũng khuyên huấn luyện viên Akira Nishino nên ra cổ hàng thủ. Tờ báo viết, Tristan Đỗ thi đấu quá kém trong trận đấu với Malaysia, cậu ấy nên dự bị. Những người khác như Elias Korakot cũng không xứng đáng đá chính ở trận gặp Việt Nam. Huấn luyện viên Akira Nishino cần tăng cường hàng thủ nên ông ấy sẽ sử dụng Nitipong, Thiraton hay Tanabun. Các cầu thủ cần bọc lót tốt cho nhau, hỗ trợ trong các tình huống phòng ngự. Đội tuyển Thái Lan nên sử dụng hàng thủ làm nền tảng trong trận đấu quan trọng này. Ở trận đấu với Malaysia, hàng thủ Thái Lan tỏ ra khá yếu kém. Họ không có sự bọc lót tốt cho nhau và đón nhận những bàn thua khá dễ dàng. Đặc biệt, Malaysia tập trung khai thác rất nhiều vào cánh phải của Tristan Đỗ. Cầu thủ này bộc lộ quá nhiều điểm yếu khiến cổ động viên Thái Lan vô cùng tức giận. Và trận đấu giữa Việt Nam Thái Lan diễn ra lúc 20 giờ ngày hôm nay.
quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.